mới về cho các bác là cái mẫu xe nhập khẩu Matiz bản SX là một cái mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc năm 2009 mang tên tư nhân biệt thành phố một chiếc xe cam kết không đâm đụng không tai nạn không ngập nước máy số cực kỳ chất điều hòa mát và xe được trang bị túi khí phanh an, phanh rất an toàn và gương kính chỉnh điện là một cái mẫu xe nhập khẩu nhập Hàn thì các bạn quan sát tổng thể nước sơn là sơn màu cam các bạn nhé là, là một chiếc xe mà được trang bị xi nhan ở trên gương và xi nhan tay xe đã được nâng lên là na răng đúc và đặc biệt có màn hình Android và có đèn bi một chiếc xe để rất là đẹp và cam kết không lỗi với cái cửa tiền bên em đang trả bán cho các bác ở cái cửa tiền là nhiêu 80 triệu cụ thể là 86 triệu bác nào mà quan tâm cái chiếc xe Matiz nhập khẩu nó được trang bị túi khí hai cái điện trước và gương kính chỉnh bằng điện keo chỉ zin cả xe thì các bạn nhìn quan sát một chiếc xe tổng thể keo chỉ zin tem của xe còn nguyên bản một chiếc xe đẹp như thế này giá ngoài tám chục nó là một cái mẫu xe nhập khẩu nó được trang bị là túi khí như vậy rất an toàn máy số đi cực bốc cực ngon các bạn nhé là một mẫu xe gia đình mà các bạn sở hữu chiếc này thì quá là ok luôn thì đây là cái chiếc xe lý tưởng để cho các bác có nhu cầu sở hữu xe đẹp chất lượng bền bỉ tiết kiệm thì đây là cái xe bác nào mà quan tâm có cửa tiền là hơn tấp chục thì các bạn liên hệ em ngay để sở hữu xe với chiếc xe mà nội ngoại thất đẹp keo chỉ đẹp thân vỏ đẹp máy chất điều hòa mát cam hành trình được trang bị đầy đủ như thế này thì còn cái gì bằng hơn là chúng ta sở hữu một chiếc xe hoàn thiện chất lượng như cái mẫu xe này bên em đang chào bán cho quý vị và các bạn ở cái cửa tiền nhô tám chục mà có màn hình Android ham lùi các hành trình và đặc biệt có túi khí bảo vệ chúng ta khi chúng ta đi keo chỉ em cam kết là zin tuyệt đối cho khách hàng nội ngoại thất ghế da là đẹp nội thất ghế da hai màu tạp cũng vậy là một chiếc xe đẹp và giá rất là phù hợp cho các bác ở cửa tiền là hơn tám chục các bạn quan sát tổng thể với chiếc xe như này mà giá rất phù hợp như vậy thì khá là ok cho khách hàng cửa tiền nó phù hợp với các bác nào có độ ít tiền mà các bác để có nhu cầu là đưa cháu là các con các cháu đi học để che nắng che mưa thì đây là cái chiếc xe theo em đánh giá là phù hợp với nhu cầu và túi tiền của khách hàng và chiếc xe này có phù hợp hay không và có xứng đáng với không thì quý vị và các bạn hãy cho em biết một ý kiến của mình trên quan điểm là các bạn bình luận trả nợ cho em để em hiểu và em tư vấn cho quý vị và các bạn với chiếc xe như vậy thì nó được trang bị những tính năng như vậy rất là cụ thể an toàn như xin nhan ở trên gương là ra đi an toàn hơn đăng kiểm dài và đặc biệt kính trước kính sau của xe nó còn nguyên bản hết các bạn nhé lờ nóc còn zin thì đây là cái chiếc xe lý tượng dành cho các bác nào có cửa tiền là mấy chục triệu thì đây chúng ta không thể bỏ qua cái chiếc xe mấy chục triệu như cái chiếc xe này các bạn ạ xe không hề đâm va không tai nạn không ngập nước bảo hành cho các bạn về những cái vấn đề đó bác nào mà quan tâm thì không có điều kiện đến xem xe bắn cho em vài triệu em đánh xe đến tại nhà cho các bác cứ phải đi lại em tả em bảo hành cho các bác về chất lượng cũng như máy số luôn bác nào mà có nhu cầu sở hữu thì các bác cứ alo để sở hữu ngay một chiếc xe đẹp như xe trên với mẫu là Matiz nhập khẩu thì nó được trang bị động cơ là 1.0.8 dung tích xi lanh các bạn nhé nhưng nó khác biệt là đi rất là sướng và bốc các bạn ạ bốc hơn và sướng hơn so với xe trong nước thì đây là cái chiếc xe mà kèo cột em tuyển là Zin thân vỏ keo chị zin các bạn nhé đó bác nào mà có nhu cầu sở hữu chiếc xe này ở cái cửa tiền loanh quanh như vậy thì các bác cứ alo để sở hữu ngay là cái chiếc xe bên em tuyển này, chắc chắn là sẽ làm hài lòng quý khách hàng khó tính ở cái mẫu xe nhập khẩu thì các bác mà đang tìm kiếm và cái tầm xe như này thì nó cũng như là cái giá của con xe sở bắc trong nước thôi nhưng các bạn trở mà xe nhập khẩu thì lúc nào nó chất lượng hơn các bạn nhé em cam kết là đi sẽ sướng hơn bốc hơn và máy sẽ thoáng hơn thì bác khác nào mà quan tâm chiếc này ấy, thì để lại số điện thoại em tư vấn để bình luận cho em trả lời cho quý vị các bạn các bạn nhé và với cái chiếc xe mà nó phù hợp với như vậy thì chúng ta không đòi hỏi gì nhiều hơn bởi cái chiếc xe nó mang lại đầy đủ những công năng sử dụng như là che nắng che mưa các bạn ạ nó như một chiếc ô là che mưa nhưng quan trọng là nó chở được 5 người các bạn nhé rất an toàn đi đi lại lại mưa gió chúng ta có thể à, uh, che được và đặc biệt nó có điều hòa và chở được 5 người cũng như có túi khí bảo vệ chúng ta các bạn ạ thì đây là cái chiếc xe nhập khẩu nó khác là xe trong nước là cái ghế nó có chỉnh ghế và lưng ghế các bạn nhé có cương khí chỉnh điện có túi khí đấy là cái điều khác biệt so với cái xe trong nước trong nước thì không có chế độ như vậy các bạn nhé đấy không có túi khí đâu các bạn ạ và bây giờ thì em sẽ quay đến tổng thể chi tiết nội ngoại thất với cái cửa tiền mà nhô tám chục thì theo em với cái chiếc xe này nó đã trang bị đầy đủ như là đèn thì là đèn xe lông rất phù hợp để chúng ta đi đăng kiểm các bạn nhé không có ảnh hưởng gì cả đèn đi đêm rất là sáng các bạn ạ à, sáng chói luôn đấy cụ thể đôi mắt chúng ta đấy và chiếc xe này thì phần cabo của xe đó là cabo zin các bạn nhé cabo zin tem còn nguyên và máy thì cực kỳ chất. Và tí nữa em sẽ nổ máy để cho các bạn kiểm tra, máy cực kỳ ngon luôn các bác nha. Đấy, đèn sáng tai đèn rồi các thứ máng nước của xe còn zin. Không hề đâm va, đổ ngã bất cứ cái gì các bạn ạ. Thì đấy là cái điều đặc biệt của một chiếc xe cũ. Nó đòi hỏi là máy phải ngon, bốc côn số ngon ngào thì chiếc xe này đáp ứng nhu cầu đó. Đây, em sẽ nổ thử. Em ga thử để cho các bạn cảm nhận đấy. Các bạn thấy không? Bốc từng chi tiết các bạn nhé Ga bốc từng chi tiết luôn đó bác nào mà quan tâm cái chiếc xe này ấy, ở uh, cụ thể như vậy ấy, thì các bác cứ alo để sở hữu xe ngay các bạn nhé giá phù hợp cho các bác ở cái cửa tiền nhanh quanh là tập trục bác đấy là đến em sẽ bớt lọc lá cho quý vị và các bạn rất là nhiều bác nào cứ quan tâm là đến bên em sẽ mua được xe các bạn nhé xe thì đẹp và giá rẻ thì các bạn sẽ mua được xe luôn các bạn nhé đấy bác nào chưa mà đăng ký kênh ấy, thì các bạn nhớ đăng ký kênh bên em để luôn luôn cập nhật những mẫu xe tốt nhất các bạn nhé đó bên em luôn luôn cập nhật những mẫu xe để cho các bạn theo dõi là cái cửa tiền phù hợp có bác năm bảy trăm một tỷ bên em cũng có các bạn ạ bác nào mà quan tâm cái chiếc này ấy, thì các bác cứ alo để sửa xe xin cảm ơn